Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên huấn luyện viên Tyron Lue như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay có tên huấn luyện viên của đội bóng NBA nha. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì mình sẽ có một cái kéo này, một chiếc kim này. Chiếc kim mình sẽ sử dụng để sâu những cái hạt cườm nhỏ. Những cái hạt mà nó khó sâu thì mình sẽ sử dụng đến cái kim nhé. Còn các bạn nào mà sử dụng những cái hạt to, nó dễ sâu thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp cái sợi dây sau đó sâu qua luôn cũng được. Ở đây thì mình sử dụng hầu hết bằng những cái hạt cườm rỗng như thế này. Những cái hạt như thế này nó rất là dễ sâu, nên là các bạn có thể sử dụng những cái hạt như thế này để làm thành một chiếc vòng tay nha. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị cái sợi dây sâu vào. Ở đây mình có cái sợi dây cước có dây như thế này, dùng để sâu vào này. Và mình sẽ cắt ra một đoạn nha. Mình sẽ kéo dây nó ra này. Mình sẽ sử dụng cái sợi dây này để sâu nha. Nhưng mà các bạn không có cái sợi dây giống như mình thì có thể sử dụng bằng các loại dây có dẫn khác mà nó có thể sâu được vào ngoài được hết. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị đến các loại hạt để sâu vào nhé. Đây mình có hai cái hộp hạt như thế này để mình sâu vào. Mình có hai hộp hạt như thế này. Về màu sắc và hình dạng cũng rất là đa dạng. Về màu sắc thì mình có những cái hạt là có những cái hạt là xanh đỏ tím vàng và những cái màu sắc lấp lánh. Cái vòng này thì khi mà mình sâu đến chiếc vòng tay thì cái vòng tay của mình nó rất là nổi nha. Các bạn có thể tham khảo cái phần hạt của mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái ngoài những cái hạt hình tròn ra thì mình còn có những cái hạt hình như sao này, hình mặt cười này, hình trái tim này, hình vuông này. Có rất là nhiều các loại hạt như thế này, mình có thể sâu thành một chiếc vòng tay đẹp nhé. Và ở đây thì mình còn có những cái hạt in hình chữ cái như thế này nữa. Bởi vì là mình sẽ sâu thành tên của huấn luyện viên ấy, nên là mình sẽ không thể thiếu những cái hạt in hình chữ cái như thế này nhé. Ở đây mình có đầy đủ từ chữ A đến chữ Z. Sau đó mình sẽ xếp thành tên ý. Các chiếc cái của mình ở đây thì có màu đen và trắng ý. Rồi với các bạn nào mà thích nhiều màu thì mình có thể chọn những cái chữ mà nó có nhiều màu để làm.
nhà sẽ lên những cái chữ này ra. Mình sẽ sâu đến cái tên của huấn luyện viên. Mình sẽ sâu vào tên huấn luyện viên trước, sau đó mình sẽ sâu những cái hạt